Xin chào các bạn, mình là Anh Chị đây. Hôm nay mình muốn chia sẻ với các bạn công thức làm tôm tươi thật là ngon cùng với một ít cà. Ở đây không phải là cà pháo nha, cũng không phải là cà tím, thì mình ăn cái cà này mình thấy rất là ngon, giòn. Cà này có thể là ăn sống và cũng có thể là chế biến mình nấu lên. Thì mình cũng không biết chính xác thì cái cà này gọi là cái tên gì các bạn, tự nhiên mình quên mất rồi. Không biết là có bạn nào biết được cái loại cà này tên gì thì các bạn comment cho mình biết với nha. Nó có hai loại các bạn, có loại màu tím tím nữa, nhưng mà không phải cà tím nha. Nó cái trái nó tròn như này và nó trắng sọc xanh thế này, nhìn rất là giống như trái dưa hấu nâu luôn, nhưng mà không phải nha. Ăn rất là ngon, giòn, ngọt. Thì ở đây mình có chuẩn bị là tôm mình đã làm sạch. Mình loại bỏ trí đen và mình bóc vỏ, mình chừa đuôi và đầu tôm như thế này. Thì mình cân được là 400g. Ở đây là cà thì mình sẽ chuẩn bị đây là 250g, mình rửa sạch ngâm muối. Rồi đây là khóm là 250g, mứt, ngò gai, rau quế, ớt cũng như là một số gia vị. Bây giờ mình nấu đâu mình chia sẻ đến đó nha. Món này phù hợp để mình ăn với bún nè, hoặc là mình ăn với mì, với cơm đều rất là ngon. Chua chua, ngọt ngọt, béo béo, thơm mà không ngấy. Và bây giờ mình mời các bạn cùng mình vào bếp và làm cái món ăn ngày hôm nay nha. Đầu tiên thì mình sẽ cắt cà. Đây bên trong nè các bạn, bên trong cái kìa. Và mình có thể là cắt đôi nếu mà trái nhỏ, còn trái lớn thì các bạn có thể là cắt làm tư. Các bạn có thể ngâm vào trong nước để tránh cho cà nó bị thâm và nó xuống màu đen ha. Hơi khóm thì các bạn sẽ cắt nhỏ thế này rồi mình cho vào trong cối, mình xay cho nhuyễn hoặc là các bạn băm nhuyễn. Rồi bây giờ mình sẽ ướp gia vị cho tôm. Mình cho đây nửa muỗng canh hạt nêm. Một phần ba muỗng cà phê tiêu xay. Và bây giờ mình sẽ trộn đều và mình sẽ ướp trong khoảng thời gian là 10 phút. Tiếp theo mình cho vào đây 1 lít nước. Nước bắt đầu sôi, bây giờ mình sẽ cho khóm mình đã xay nhuyễn vào. Rồi có bọt thì mình sẽ hớt bỏ nha. Mình xay khóm nó mịn như thế này luôn. Rồi nước bắt đầu sôi trở lại, mình chỉnh về mức lửa nhỏ vừa. Thì mình sẽ nêm nếm gia vị vào đây. Mình sẽ cho vào đây 1 muỗng canh vung đường phèn. Tiếp tục cho vào đây 2 muỗng canh bột lẩu Thái. Tiếp theo mình sẽ cho vào đây 1 muỗng canh tương ớt. Các bạn không thích ăn cay thì các bạn gia giảm cái độ cay lại. Rồi cuối cùng để tạo cái độ teo béo, thơm ngon đặc biệt của cái món tôm của mình ngày hôm nay, mình sẽ cho nước cốt dừa. Đây là dừa khô mình nạo mình rắc nè. Độ béo là tùy thích nha, các bạn thích béo nhiều thì các bạn sẽ cho nhiều nước cốt. Ở đây mình sẽ cho 3 muỗng canh nước cốt dừa. Nước cốt dừa. Rồi nước cốt nhất nha. Đó. 3 muỗng canh. Wow, rất là thơm luôn các bạn ơi. Nước sốt của mình chua chua, ngọt ngọt, cay cay, béo béo và rất là thơm. Rồi mình chờ sôi bùng trở lại. Mình sẽ cho tôm vào. Món này nấu rất là nhanh. Ăn với bún, với cơm hoặc là với mì rất là bắt luôn. Và mình thấy là hợp nhất là khi ăn với bún hoặc là mì ha. Rồi vẫn là mức lửa nhỏ vừa nha. Giờ mình sẽ cho hết tôm mình đã ướp gia vị vào đây. Mình chỉ cho tôm vào thôi, còn cái nước ướp tôm thì mình bỏ nha.
6 con tôm mà rất là to luôn. Đây, cái nước ướp tôm mất mình bỏ. Bây giờ mình sẽ để mức lửa nhỏ vừa trong khoảng thời gian là 8 phút. Rồi, tôm đã chín rồi đó các bạn ơi. Bây giờ mình sẽ cho cà vào. Sau khi cho cà vào, mình sẽ tăng lên mức lửa trung bình mà mình nấu thêm khoảng 2 phút nữa là cà đã chín rồi. Bởi vì cà này nhanh chín lắm các bạn, mình ăn sống được mà. Rồi, món tôm tươi của mình đã chín rồi các bạn. Bây giờ mình sẽ tắt bếp và mình sẽ cho ngò gai, rồi rau quế, hai chất hiểm mình sắp nhuyễn mình cho vào đây. Hoặc là khi nào các bạn ăn thì các bạn cho vào cũng được ha. Món này mình sẽ cho nhiều rau. Rồi ớt. Món này là phải cay nha. Rồi mình tắt bếp, cho ra tô thưởng thức. Mình sẽ ăn kèm với bún. Rồi như vậy là mình vừa mới hoàn thành xong một món ăn thật là ngon từ tôm và một ít cà như thế này. Món này phải nói là rất là ngon miệng nha, rất là lạ miệng luôn, chua chua, ngọt ngọt, cay cay, béo béo và thơm. Và đặc biệt là tôm rất là tươi, cà thì mềm, ngọt và ăn kèm với bún. Rồi nói thôi mà chảy miếng luôn các bạn, ngấn miếng luôn nè. Rồi các bạn hãy thử vào bếp và thực hiện món ăn này để dành cho những người thân yêu trong gia đình của mình thưởng thức nha. Nếu như mà các bạn có thắc mắc gì thì các bạn hãy comment cho mình biết, mình sẽ dành thời gian nhanh nhất để phản hồi đối với các bạn. Cũng như là các bạn đừng quên cho mình một like và đăng ký kênh ủng hộ cho mình, cũng như là chia sẻ thật nhiều bạn bè hơn nữa để biết thêm một món ăn thật là ngon, cách làm cũng vô cùng đơn giản, được làm từ tôm tươi cũng như là một ít cà như thế này. Rồi hẹn gặp lại các bạn vào những món ăn ngon tiếp theo. Bye bye.